Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Phòng khi mà kênh nó bị sập gì đó, thì các bác nhớ ở trên cái đoạn này nha. Nó có giống như cả vào web ấy, có t.me Trang Trang TV hoặc là Trang Trang TV.com là chúng ta có thể tìm được kênh mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày ông Đỗ Hữu Ca hôm nay thì có bác hỏi tôi rằng là liệu rằng ông Đỗ Hữu Ca án nặng hay nhẹ? Án nặng hay nhẹ? Thế thì tôi xin mạn phép chia sẻ với các bác thế này. Một cái diễn biến trong ngày hôm nay nó gợi cho tôi một cái điều thật sự tôi rất là lo lắng. Bởi vì có lẽ chúng ta lại phải thất vọng một lần nữa. Có lẽ thôi, chuyện chưa xảy ra, tòa chưa kết án. Nhưng với những cái diễn biến như vậy thì nó cho tôi một cái cảm giác rằng nếu chúng ta kỳ vọng vào một cái mức án thích đáng cho một vị tướng lẫy lừng Đỗ Hữu Ca thì chắc là chúng ta tốt nhất là để cho nó thoải mái thì chúng ta phải lường trước cái tâm lý rằng là nếu không được như vậy thì chúng ta vẫn cứ vui vẻ thoải mái. Câu chuyện ở đây á không liên quan tới anh Đinh Văn Nơi. Chúng ta thật sự chúng ta phải cảm ơn tướng Đinh Văn Nơi rất nhiều. Bởi vì một cái vụ hóa đơn, chứng từ vân vân nọ kia, bình thường người ta rất dễ dàng có thể là một cái tặc lưỡi, một cái lắc đầu, có thể là gạt bỏ cái phần còn lại ra khỏi cái hồ sơ. Thế nhưng mà tướng Đinh Văn Nơi là cái người mà chúng ta thật sự là đặt niềm tin đúng chỗ. Bởi vì anh đã không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và khi phát hiện thì những cái dấu hiệu đó thì ngay cả một người như là tướng Ca anh vẫn xử lý bắt giữ một cách hoàn toàn bình thường. Và tôi cho rằng cái việc này tướng Đinh Văn Nơi làm phải rất dũng cảm. Bởi vì ở đâu đó người ta vẫn có cái xu hướng bảo vệ những người bên trong ngành của mình. Và như vậy thì thật sự đối với tướng Đinh Văn Nơi đó là một sự va chạm tương đối khốc liệt. Anh có thể rằng là bởi vì những vụ này anh có thể bị ta ghét. Lúc là người ta nhiều khi người ta bỏ phiếu có mấy cái vòng bỏ phiếu quy hoạch đó kia thì người ta ghét người ta không bỏ nữa thế thôi kiểu như vậy, hoặc là va chạm với cả những người bên trong vì nhiều khi người ta nghĩ rằng là thôi thì đừng có vạch áo cho người xem lưng kiểu thế, anh em nội bộ bảo nhau thôi, nhắc nhở nhau thôi đó. Có gì thì 9 bỏ làm 10, đó là câu người Việt hay dùng. Và thật sự bình thường giao tiếp xã hội thì ok, nhưng nếu mà pháp luật mà cũng như vậy thì cái sự cay đắng nó chỉ là người dân. Cho nên chúng ta cảm thấy rất là vui mừng khi mà tướng Đinh Văn Nơi bằng cái biện pháp là tạm giữ khẩn cấp thì đã bắt ông Đỗ Hữu Ca này. Và từ đó mới thấy rằng là vụ chạy án là 35 tỷ đồng cộng với cả cái gì, cộng với cả là một số tài sản rất lớn hiện nay đang được thu giữ và để xem xét rằng là có dấu hiệu trốn thuế hay không. Thế thì đấy là việc làm của tướng Nơi, điều tra có ngọn có ngành và chắc chắn tôi thấy rằng là điều tra chính xác. Bởi vì ngày hôm nay trên toàn bộ phiên tòa thì hầu như rằng là không một ai phản đối cái kết luận của bên phía điều tra cả, của bên kiểm sát đề ra cả, hầu như không ai xin được các bác thế. Nó phải có bằng chứng và rất là xác thực thì người ta mới dễ dàng người ta chấp nhận tội danh như thế. Thế nhưng á, tướng Ca liệu có bị nặng hay không thì tôi cho rằng khó bị nặng. Bởi vì tôi chỉ các bác một số cái thế này, các diễn biến phiên tòa tôi cảm giác các diễn biến phiên tòa này nó rất là kỳ lạ và thật sự là ngỡ ngàng. Ví dụ như là Trương Xuân Đức cũng thừa nhận là khai nhận là tôi với anh Ca là cũng quan hệ với nhau, gần như nhà anh Ca có việc gì là đều có mặt của tôi, là tổng cộng là đã 19 năm, xin thưa với các bác 19 năm. Và khi nhắc lại những cái bản khai ở trong tòa, nhắc lại rằng là những bản khai ở trong những tờ khai trước cũ để là những công ty gì thì anh ta không nhớ, anh ta chỉ nhớ được đúng một công ty đầu tiên, còn 26 công ty còn lại là không nhớ. Và tôi cảm thấy chi tiết này là nó tương đối kỳ lạ, thật sự với các bác là rất kỳ lạ. Tức là người ta không hề nói chuyện về cái việc, người ta không hề nói chuyện về cái việc rằng là người ta làm sai thế nào, người ta chỉ nói rằng là khắc phục hậu quả là từng này thế vân vân. Còn đối với vợ của Trương Xuân Đức là Ngọc Anh
Thì khi tòa hỏi một đằng thì lại nói một nẻo, tức là người ta hỏi về các lời khai về cái chữ nọ kia thì chị này chị chỉ nói một câu rằng là rất hối hận về những việc đã làm, câu chuyện đã kết thúc tại đó. Và khi hỏi rằng là thậm chí trả lời lên quanh, cho nên tôi thấy rằng cái câu chuyện ở cái diễn biến phiên tòa nó cho tôi thấy rằng là người ta ra tòa chỉ để cho có hay sao, cho nó xong hết đi, không cần phải bảo vệ, không cần phải nọ kia, như kiểu rằng là mình biết trước được cái bản án của mình rồi. Còn là bên phía già cái cảm giác như thế, tức là nếu như mình là một người bình thường mình ra tòa thì mình sẽ bằng mọi cách, từ luật sư rồi đến tự bào chữa vân vân, thì mình sẽ làm thế nào để cho mình là giảm nhẹ tội nhất bằng những cái lời khai, bằng chứng cứ, để từ đó dẫn chứng ra rằng là vân vân đó kia, đúng không? Thế nhưng ở đây rằng là họ có vẻ như không quan tâm đến phiên tòa, và đấy là cái kỳ lạ. Ra tòa chỉ để cho có thôi chứ không hề quan tâm đến phiên tòa. Tôi cảm giác thái độ của hai cái bị cáo là hai vợ chồng anh Đức và Ngọc Anh ấy. Còn về ông Đỗ Hữu Ca thì ông cũng phủ nhận cái việc của mình. Vị tướng này này là phủ nhận là việc chạy án, và chỉ nói rằng là cầm tiền để giúp người em. Mà tôi nghe mãi lời khai và tôi cũng chả hiểu rằng là giúp người em của mình là giúp như thế nào. Cầm đến tận 35 tỷ giúp người em là như thế nào? Và thậm chí rằng là vợ của Đức là một người em rất thân thiết là xin lại 35 tỷ mà ông vẫn vẫn không trả và đuổi về. Thế thì đúng thật là xin thưa với các bác, tôi có cảm giác là như thế. Và bên vợ chồng Đức Ca cũng chả phản hồi gì về cái việc này. Cho nên tôi cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy kỳ lạ lắm. Gần như rằng là có những cái phiên tòa người ta bức xúc, người ta nọ kia, rồi có những phiên tòa người ta căng thẳng. Những cái phiên tòa này gần như là các bị cáo ra tòa nó rất là bàng quan và ngỡ ngàng luôn ấy. Giật mình, hiếm khi tôi thấy một phiên tòa nào kiểu như thế này, kể cả phiên tòa dân sự, kể cả phiên tòa ly hôn. Thế rồi chúng ta thấy rằng là ông Đỗ Hữu Ca này là có rất nhiều những cái thành phần gọi là xin giảm án. Vì chúng ta thấy rằng là ngoài cơ quan là việc mà rất rất dễ chúng ta thấy, đúng không? Cái việc này thì liên quan tới các giám đốc CDC rồi vân vân, người ta cũng có rồi, có tiền lệ rồi. Nên tức là cơ quan cũ của ông Đỗ Hữu Ca công tác, ví dụ như hội luật gia là Hai Nhiệm Kỳ, ví dụ như là bên phía của công an của Hải Phòng là cũng có công tác thời gian rất lâu, là cũng có đơn để xin giảm án. Thế rồi thấy rằng là có cả Mặt trận Tổ quốc, rồi là và đặc biệt nữa là có cả người dân, các cơ quan công tác hay các đoàn thể địa phương thì nhiều khi cũng đóng góp, thì người ta cũng để tình, người ta cũng cũng làm cái đơn, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng dễ hiểu và về cái mặt logic của nó. Thế nhưng mà người dân cũng có nhiều, người dân có đơn thì cái chỗ này là tôi cũng cảm thấy kỳ lạ này. Đấy. Tôi đọc mấy cái cuốn truyện quan trường ở Trung Quốc ấy, tôi thấy rằng là nhiều khi người ta cũng lắm thủ đoạn. À, ví dụ một số cái vị quan ấy, là giả vờ thuê bỏ tiền ra để mà làm xấu mặt một cái vị quan ở huyện, cách rằng là bỏ tiền ra cho một số người là giả làm dân oan đứng ở đường khóc toáng đi, cái vị quan tỉnh đi qua, thế là vị quan tỉnh giả vờ nói chuyện thì chỉ mắng vài câu rồi cho rằng là anh này làm không hoàn thành nhiệm vụ kiểu thế. Tức là ở đây nó có cái thủ đoạn. Vậy thì tôi cũng không hiểu rằng là những người dân, người ta chỉ nói chung là có rất nhiều người dân đi ô tô đến để mà gửi cái đơn xin giảm án cho Đỗ Hữu Ca, thì thật sự là tôi cũng không biết những người dân ở đây là những người dân như thế nào. Thế nhưng mà qua đây thì tất cả các bác có thể được tả vừa rồi thì sao ạ, thì tôi cho rằng là án của Đỗ Hữu Ca là không như kỳ vọng, có khả năng như vậy, tức là chúng ta mong muốn, đúng không? Có nhiều bác còn bảo rằng là mức án cao nhất rồi nọ kia vân vân. Thế thì chúng ta thấy rằng này, thứ nhất là phiên tòa diễn ra diễn biến kỳ lạ như thế là mang tính thuận lợi cho Đỗ Hữu Ca. Hai là gì ạ? Ông đã khắc phục toàn bộ hậu quả là 35 tỷ đã trả lại. Ba là gì ạ? Ba là xin đưa rằng là có rất nhiều đơn của các cơ quan cũ. Bốn là gì ạ? Có một cái điểm đặc biệt mà hiếm vị quan nào có, đó chính là cái việc mà người dân, hầu như các vị lần trước chúng ta thấy, đúng không? Các vị lần trước chúng ta nhiều vị quan ra tòa, đúng không?
Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy có người dân có cái đơn xin giảm án. Thì ở đây nhé, cái một vị tướng lẫy lừng với một tên tuổi có thể nói rằng là phủ rộng cả nước như Đỗ Hữu Ca thì có người dân xin giảm án nhé. Bé nhỏ các bác thế là có người dân viết đơn xin giảm án nha, mà là nhiều người dân chứ không phải là một người, có thể kỳ lạ chưa đó. Rồi cái thứ bốn là có nhiều bằng khen, giấy khen, rất nhiều thứ, cho nên tôi cho rằng là bức án của ông Đỗ Hữu Ca sẽ không như kỳ vọng. Tôi đều chia sẻ các bác mọi người, cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.